em rắn rồng, chưa biết nó bắt được chỗ nào đây. Xử lý tình huống nó đi, xử lý tình huống đi, chụp đầu nó đi con. Đó đây, đầu nó nè. Đó này. Chụp đầu nó đi con. Xử lý tình huống này thử coi. À, rắn 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 mỏ chim. chết rắn cắn chim hay chim cắn rắn vậy đây các bạn. Chết mẹ, rắn cắn chim hay chim cắn rắn vậy là để biết chim hay rắn cắn hay chim hay là chim cắn rắn. Chim cắn rắn hay rắn cắn chim đây, chim cắn rắn hay rắn cắn chim đây, chết mẹ rồi các bà con ơi, biết chim cắn rắn hay rắn cắn chim đây, chết cha con rắn nó cắn con chim, ngậm cha cái miệng con chim rồi, chết mẹ nó rồi, chết cha rồi con chim bị trúng độc rồi, chim trúng độc nằm xả ra đây, chết cha rồi các bạn ơi, rồi xong rồi con chim trúng độc nằm bẹp rồi, chết mẹ, chết rồi. Cứu ai cứu con lì, ai cứu con lì giùm tôi, chết mẹ nó cắn, nó nút cái đầu con chim kìa các bạn ơi, chuẩn bị nó nút cái đầu con chim kìa, ôi con bướm nút đầu con chim, à con bướm nút đầu, à con rắn nút đầu con chim, con rắn nút đầu con chim các bác ơi, được mà chết rồi nó ăn luôn cái đầu con chim tôi rồi, trời ơi chết con lì tôi rồi, chết con lì tôi rồi các bạn ơi, chết con lì tôi rồi, chết con lì tôi rồi, chết lì rồi các bạn ơi, chết cha nào nó cắn con chim tôi nào, trời ơi xử lý tình huống như sao đó các bạn ơi, tội lì chứ bị rắn cắn mẹ nó rồi, rồi chuẩn bị nó nút cái đầu con lì tôi rồi các bạn ơi, nút đầu con lì tôi rồi, mẹ chỉ nằm bẹp luôn nè các bạn ơi, nằm bẹp luôn, chết mẹ rồi, trúng độc rồi, chết rồi. Rồi, nó cắn lì, nó quấn lên đầu, nó quấn lên cánh à. Cái đầu nó đi. Cuối cùng xà tinh đã bị bắt.
Sa tinh đã bị bắt. Sa tinh này và nó đang muốn siết lấy con đại bàng của tôi, và con đại bàng đang tiếp tục ăn thịt. Nếu như không giết con rắn này sớm thì con đại bàng sẽ bị làm thịt. Nên là con rắn chừng này chứ khả năng nó giết nó khó lắm. Sa tinh đã thua con thằng điêu đại hiệp của tôi. Sa tinh đánh thua thằng điêu đại hiệp của tôi.